Xin chào tất cả mọi người, chào những bạn học sinh sinh viên, chào tất cả các em ha, và chào những anh chị cô chú mà muốn mua một chiếc xe 50 để sử dụng làm phương tiện đi lại khi mà chưa có bằng lái chẳng hạn, hoặc là mua cho con em của chúng ta. Thì đã một năm rồi mình không làm bất kỳ một cái video nào về dòng xe 50 hết, thì bây giờ lại có rồi ha, tại vì mùa 50 nó tới rồi, bây giờ là tháng 6 rồi, thì cái mùa 50 nó sẽ nhập chủ yếu là vào tháng 6, tháng 7, tháng 8 đúng không? Ba cái tháng này sẽ là những tháng cao điểm để bán xe 50. Rồi, và để không để tốn thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn ha. Các bạn đang xem chiếc Elegant bánh căm, thì xe này sẽ có giá thấp nhất là 16.900.000 đồng. Và các bạn đang xem đây là phiên bản màu xanh, xanh bóng ha, xanh đen á. Xanh này nó sẽ giống như màu xanh khủng long của chiếc Exciter 150 nha, giống như vậy. Ê mà ngộ lắm, khi mà tôi dắt khách lên lầu coi chiếc 50 là cứ nhìn qua chiếc Sirius không à, cứ nhìn qua chiếc Sirius hỏi này 50 hả, này 50 hả, giá nhiêu. Thì thật sự ra chiếc Sirius các bạn đang xem là mẫu 110, và Yamaha không sản xuất xe 50, Honda cũng không sản xuất xe 50. Làm ơn làm phước, đừng đi kiếm chiếc Sirius 50 nữa, đừng đi kiếm chiếc Quay 50 nữa, đừng đi kiếm Exciter 50 nữa, không có sản xuất. Chỉ có những cửa hàng tư nhân nó tự lắp ráp, tự sản xuất bên ngoài thì có đó. Hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không bảo hành gì đó, cái chuyện đó chuyện bên ngoài mình không can thiệp tới. Nhưng mà các bạn cứ lên trang web Yamaha Motor Việt Nam các bạn xem, sẽ không có danh mục xe 50. Hàng 50 mình báo giá trong ngày hôm nay là hàng chính hãng của SYM. Và nói cái này các bạn đừng giận, thường những em nhỏ nào mà thích chiếc Sirius 50 rồi á, là nó như cục đá vậy, các bạn có nói cái gì thì nó vẫn cứng như vậy thôi, các bạn không thay đổi được ý kiến của nó đâu, thiệt luôn á. Và khi mua một chiếc xe rồi mà về nhà tiền sửa nhiều khi á, tiền sửa xe mới mua về mới có tháng đầu tiên mà sửa 2-3 triệu, nhiều khi sửa vài tháng mà nó còn nhiều bằng nửa chiếc xe nữa, chứ còn tức thêm nữa, mặc dù nó rẻ thiệt á, Sirius 50 á. Rồi chiếc Elegant này thì màu này là màu đỏ, nãy giờ mấy bạn xem màu xanh này đúng không, chiếc màu đỏ này cũng sẽ có giá là 16.900.000 đồng, cũng đã VAT rồi, chưa có bao gồm trước bạ biển số thôi ha. Xe này sẽ có cái nút tắt mở đèn nè, mặt đồng hồ của xe thì nó cũng sẽ khá là đẹp, màu sắc cũng dễ nhìn, trẻ trung. Bên này thì xe này là bình xăng con, cho nên chúng ta sẽ có một cái e gió giống như chiếc Sirius bình xăng con vậy đó. Rồi mấy cái nút trên này thì mấy bạn nhìn mấy bạn biết gì hết rồi đúng không, mấy công tắc rất là dễ à. Mở yên á thì các bạn phải dùng chìa khóa, các bạn ghim phía dưới đít ha, giống như chiếc Sirius vậy á. Và cái yên xe này nó sẽ cạn, cái cốp yên nó nhỏ, các bạn chỉ để được cái áo mưa thôi ha, hoặc là mấy cái cuốn sổ nhỏ nhỏ mỏng mỏng thôi. Xe này sẽ có cái dung tích bình xăng là 4 lít ha. Rồi ở dưới này sẽ có một ít thông số nữa nè, 49,50 phân khối ha, 95kg, năm sản xuất 2023. 95kg là cũng khá là nhẹ rồi đó, nó nhẹ đó. Chiếc Sirius nhỏ nhỏ nãy mình quay cho mấy bạn xem mà chiếc tới 98-99kg rồi, chiếc này 95kg. Rồi cũng là Elegant luôn, nhưng đây là phiên bản bánh mâm, thì bánh mâm giá nó sẽ cao hơn 1 triệu đồng ha, là 17.900.000 đồng, nãy 16.9 thì bên là 17.9, cũng VAT rồi. Còn trước bạ biển số thì nó sẽ phụ thuộc vào cái hộ khẩu mấy bạn ở đâu nữa ha. Các bạn ở huyện nó sẽ khác, ở thị xã sẽ khác, ở thành phố khác, mà huyện thuộc thành phố khác, ví dụ huyện mà các bạn huyện Phong Điền ở Cần Thơ thì cái ba game thuế của nó cũng sẽ y chang quận Ninh Kiều Cần Thơ thôi ha. Mỗi nơi một khác, ngày xưa là không có Oppo rồi đâu nha, hồi năm ngoái mình quay chiếc Elegant nó đâu có cái Oppo rồi đâu, mà năm nay nó có rồi nè. Rồi đang chuyển về kho đó nè, là một màu sắc thứ hai của phiên bản bánh mâm. Bánh mâm nó chỉ có hai màu thôi nha mọi người, là màu đỏ với là màu xanh xám này thôi. Thì chiếc này cũng sẽ có giá là 17.900.000 đồng luôn. Và cái màu xanh xám này mình thấy khá là đẹp á, màu này là màu ga sau cùng á. Địa chỉ cửa hàng mình sẽ để dưới phần mô tả nha, có tên cửa hàng nè, là Yamaha Sài Gòn, địa chỉ là 164-166C, đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Rồi số điện thoại liên hệ nằm dưới phần mô tả luôn, vị trí Google nằm dưới phần mô tả, toàn bộ nằm dưới phần mô tả hết, các bạn cứ nhấp xuống dưới sẽ có thông tin đầy đủ ha. Chiếc Elegant màu này là màu xanh xám đen hay xám xanh đen gì đó mình quên rồi, nói chung là một trong những màu mới rất là đẹp nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang dòng xe thứ hai. Cái chiếc hồi nãy á là nam nữ chạy đều được hết, tại vì cái kiểu dáng của nó rất là trung tính. Còn cái chiếc này á, nó sẽ có một cái kiểu dáng thể thao hơn ha, thường mấy bạn nam sẽ thích hơn, mà mình bán nữ không bữa giờ nhập về giờ bán cho nữ không, ô mày gọt cái gì vậy. Thì nói chung là nó sẽ thức thể thao thôi, chứ nữ vẫn mua Exciter chạy được mà, thì mấy bạn nữ sinh thì vẫn mua chiếc Galaxy này chạy bình thường đúng không.
nay là SQM Galaxy. Thì nó cũng sẽ có phiên bản bánh cầm luôn, nhưng mà bên mình chưa có kịp nhập về. Các bạn thấy cái đèn của nó sẽ có kiểu dáng thể thao hơn, cũng là halogen 4 vàng thôi. Và chiếc này chiếc bánh mâm nè, bánh mâm thì sẽ có giá là 18.900.000 đồng ha. Rồi màu các bạn đang xem là màu đen xanh đó, phối giữa màu đen nhám với là màu xanh bóng. Chiếc này nó sẽ có một cái hai cái hộc chứa đồ trước mới đúng đó. Mức tiêu hao nhiên liệu của mấy chiếc xe 50 thì nó tiết kiệm lắm, khoảng 1.3 giờ trên 100 cây à. Rất tiết kiệm luôn, mấy chiếc xe Jupiter gì đó 1.6, 1.7 gì. À, xe này sẽ có một cái công tắc đèn đề mi nữa ha, nó có một chỉ đèn đề mi nữa, đèn sương mù, và vẫn sử dụng bình xăng con. Mặt đồng hồ của nó thì nó sẽ đơn giản hơn chiếc Elegant lúc nãy, các bạn nhìn nó cũng sẽ dễ hơn một chút. Rồi, mình sẽ mở cái cốp cho mấy bạn xem. Tem của mình, tem Galaxy ha. Trước khi mở cái cốp xem dưới này trước đi. 99kg, nó nặng hơn chiếc nãy 4kg ha, cũng 50 phân khối thôi. Rồi, nó sẽ có một cây phuộc nè. Phuộc đôi chứ, mỗi bên một phuộc là sao. Lớp là 17 inch, lớp có xăm, vỏ vỏ có ruột hết ha. Tầm giá này thì xe 50 thì tất nhiên là vỏ có ruột hết rồi. Rồi, màu sắc thứ hai của Galaxy bánh mâm đó là màu đen đỏ, nãy đen xanh, giờ sẽ có đen đỏ. Và cái chìa khóa của nó mở cốp yên cũng sẽ ghim phía dưới luôn ha. Khi mà tư vấn xe 50 á, mình sẽ thường gặp một cái câu mà đáng lẽ mình nghĩ người ta sẽ không hỏi, nhưng mà người ta lại hỏi nha. Xe này chạy tối đa được nhiêu? Bạn nào biết trả lời giùm mình, xe 50 chạy tối đa được bao nhiêu? Nhiều người nói là nếu mà chạy không tới 70 thì tôi không mua. Trời, nhưng mua xe 100 luôn chưa rồi. Cái này mở cái cốp á, thì cái cốp sẽ rộng hơn. Cốp nó sẽ sâu hơn, bự hơn so với chiếc Elegant. Các bạn sẽ để được nhiều đồ hơn ha. Cái dung tích bình xăng thì nó lại nhỏ hơn chiếc kia ha, nó là 3.4 lít. Tháng trước tháng sau đều là tháng đùm hết. Và chế độ bảo hành của xe này sẽ là 2 năm. Chúng ta mua xe chính hãng thì chúng ta sẽ có chế độ bảo hành trên toàn quốc ha. Bạn mua xe này các bạn sẽ yên tâm hơn, yên tâm hơn là các bạn mua những chiếc Civic 50 hoặc là Quay 50. Mình thấy số lượng khách đi kiếm chiếc Civic 50 rất là nhiều, bởi vì người ta thấy chữ Yamaha là người ta thấp vô, người ta nghĩ có xe 50 và người ta nghĩ có Civic 50, là do một phần là mấy bạn nhỏ không có search trên trang web, mà mấy bạn nhỏ search trên Google thì nó sẽ ra thôi. Mà Google thì nó hiển thị cả triệu kết quả, vậy mấy bạn đâu có chọn lọc được thông tin chính thức ha, không chính xác thì các bạn phải chọn lọc lại mới có được thông tin chính xác. Rồi bây giờ mình sẽ tính một cái bảng tính trả góp cho các bạn tham khảo, tại vì vẫn có nhiều người mua xe trả góp ở dòng xe 50 này. Rồi mình ví dụ như chiếc Elegant bánh căm đi là 16.900, mình trả trước là 9.900 ha, mình không đủ tiền mua hết thì mình trả một ít đó, rồi mình vay lại là 7 triệu, thì chúng ta sẽ có cái mốc góp là từ 9 tháng cho đến 24 tháng. Chọn trả số tháng càng nhiều thì cái lãi suất sinh ra sẽ càng nhiều ha, tỷ lệ thuận với nhau, cho nên các bạn chọn mốc gần gần thôi, cỡ 9 tháng là mấy bạn góp được rồi. 9 tháng thì mỗi tháng là 951.000 đó, và gói này các bạn sẽ nhận cả về gốc luôn, và tất nhiên là gói này sẽ có lãi suất rồi ha. Thủ tục là các bạn chuẩn bị căn cước và từ 18 tuổi trở lên mới được ha. Còn mấy em nhỏ nào mà dưới 18 tuổi, kể cả chưa đủ một ngày cũng thiếu nữa, một ngày cũng không lên hợp đồng được nữa nha. Phải đủ ngày đủ tháng luôn mới được đó. Còn nếu như không đủ thì chúng ta nhờ người lớn đứng tên ha. Người lớn đứng tên các em vẫn chạy xe bình thường thôi. Người trong gia đình mà. Rồi, đến đây thì video mình cũng xin kết thúc ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.